Đây là một chương trình rất đặc biệt. Hang sẽ ngồi giám khảo một chương trình nấu ăn, mà khách mời người chơi đều là những người nước ngoài đang sống ở Việt Nam. Rất nhiều bạn nói tiếng Việt. Thì hôm nay là nhân tiện Hang giới thiệu cái món chả cá của nhà hàng của mình. Hang sẽ làm giám khảo để chấm điểm các bạn ấy làm lại món ăn đó như thế nào. Ủa, anh sao diễn dữ vậy, em không có giật gì đâu, không có giật nha. Đó, hết chưa? Không có giật nha mọi người. Cái gì mà nói vậy đó? Em chỉ yếu thôi nha mọi người. Đó, cái gì cho bà đợi? Quang nước, quang nước. Ok, cho nên nhớ nha, anh giúp em hàng. Anh phải là số 1 nha. Xấu luôn rồi, không có gì xấu. Tên tiếng Việt là gì? Tên tập là Ino Uete Inichi. Ino Uete Inichi. No, Ino Uete Inichi. Ino Uete Inichi. Ino Uete Inichi. Bây giờ đọc lại rồi, slow nè, slow motion nè. Ino Uete. Ino Uete Inichi. Ke Inichi. Ino Uete Inichi. Ok. Thanh hổ mình bây giờ làm lên cái nhà chụp ảnh nè, đi co lại nè, đó co lại nè, đó gentleman quá, đẹp trai quá. Trời quá trời gentleman. Đẹp trai quá. Gentleman đẹp trai cao ráo. Bữa nào ghé anh ăn nha, qua alo anh nha. Ờ em qua là em ăn rồi, em alo anh chị. Thôi, thôi thôi, đừng chắc keo quá, em cứ qua em ăn coi, em là một vị khách bình thường, em ăn ủng hộ. Anh ra anh đứng chợ cậu ấy bớt ở vậy chân á, anh làm nhanh rảnh dữ lắm ông bạn, 5-6 chi nhánh rồi anh phải đủ có mấy đứa nhỏ đó nè, nó phục vụ em chu đáo. Không, cái mà em tới là các bạn nhân viên cũng nhận ra em mà, cho nên yên tâm. Dạ. Em qua em ăn á, thử cái giờ là em qua quán của bất kỳ người nào, là bạn nào em ăn là em ăn cách âm tầm lặng lẽ. Không có gọi chứ mà. Nhưng mà mấy lần trước tôi cũng nhờ em mà nhà hàng anh được khán giả biết đến rất là nhiều á. Cái đó là đúng có một chương trình Long Bị Dạ đó, nhớ không? Cảm ơn nha. Chúc anh ngày càng phát tài phát lộc với lại mặt hàng kinh doanh của mình chẳng có la vọng. Chúc Tinh Lộc nha, mở thêm nhiều chi nhánh nữa nha. Quý vị nếu mà nghĩ đến dòng phong thủy là phải nghĩ đến với lại Bình Lộc nha. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Nhìn anh Nguyên Khang là thấy chẳng có la vọng, mà nhìn Bình Lộc thấy một đá một tiền. Dễ sợ. Hai anh em kinh doanh dữ quá. Kinh doanh dữ dạ anh. Cảm ơn anh nhiều. Các bạn ơi, như vậy là Khang đã quay hình xong chương trình Nhập Gia Tùy Tục. Và ngày hôm nay thì thật sự là quá là vui, bởi vì món ăn chả cá của nhà hàng Chả Cá Đế Vương đã được giới thiệu đến tất cả quý vị khán giả theo dõi chương trình trên VTV3. Và hẹn gặp lại các bạn trong những vlog tiếp theo của Khang. Đừng quên click like và subscribe kênh nhé. Bye.